Mình phải đi thu hoạch su su xong này mọi người. Đã chưa? Mình liên hệ với các bạn để chia sẻ cho các bạn một ít nha. Trời ơi nhìn tắc này. Hoa trời quá đất. Mình sẽ chia sẻ bớt cho mọi người ăn cho vui. Xin chào các bạn. Mình là Yos và vợ mình là Ki. Tụi mình là Yo and Ki. YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Thì hôm nay á, mình sẽ dẫn cả nhà đi thăm cái vườn của mình và thu hoạch một số thứ nha. Ok, thì đầu tiên á, mình sẽ cho mọi người thăm cái vườn su su của tụi mình. Đây là năm đầu tiên tụi mình trồng. Do là năm đầu tiên á, tụi mình trồng ở trong chậu, cho nên là nó không phát triển tốt như những nhà khác. Nhưng mà không sao, tại vì tụi mình muốn tiết kiệm đất ấy, cho nên trong trong chậu đủ ăn là được rồi đó. Nhưng mà nó ra quả nó rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cho mọi người xem. Đây, mình sẽ hái quả đầu tiên. Đây, mọi người thấy chưa? Su su nha, mình trong su su gái nhá. Đó. Qua đây này, qua đây cho mọi người xem cái trái đẹp này. Đó. Mình chưa thấy đã chưa? Trời ơi, cái này mà chuồng là bể đâu á. Một quả. Nhìn sướng chưa? Mình phải mang găng tay chứ không là chích là thôi. Phê luôn. Thì su su gái này á là mà ăn mình thấy ngon hơn là ngọt hơn là su su mà không có gai. Đó. Mình nghe bảo cái loài mà su su trắng ấy là nó còn ngọt ngon hơn nữa, nhưng mà năm nay chưa có giống để trồng, để năm sau thử xem. Đó, thì năm nay mình trồng được chậu su su. Đó, mà trong trong chậu thì với năm đầu tiên này nó không biết sao nhưng mà nó mọc lên đây có quả ăn là thấy vui à. Đây có quả này nè mọi người này. Đó, bây giờ mình hái tiếp nhá để xem hôm nay đi thu hoạch được mấy quả. Hai quả này rồi, qua bên này cho mọi người xem này, mượp đắng hết mua rồi nhưng mà có hai quả li ti ở đây này. Để về cho nó đẹp, tại mình chưa có thời gian để mà làm vườn lại nữa. Một quả nắng phết chứ đùa. Hai quả, mình cho mọi người coi mấy cái quả đang ở trên cây này, nhìn thích chưa? Sau này nó có một quả nữa này. Đó, rồi bên này thêm quả nữa này. Đó. Đấy, su su thì nó cứ ra dần 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 ăn là và hợp lý luôn. Rồi, ở bên này có một quả nữa này. Quả này hơi nhỏ nhưng mà nó vàng cho nên là mình cắt luôn. Nha mọi người. Nè, cho mọi người xem cái chậu này. Đó, chậu nó cũng không to lắm đâu. Mà tại nó đang thiếu đất rồi đó. Mà mình có thời gian để mà thêm đất vào cho nó có sức. Nhưng mà nó trốn ở đây mà không thấy này. Đấy. Quá trời luôn á. Wow.
mình phải đi thu hoạch chu su xong này mọi người. Trong được 4 chậu thu hoạch được 14 quả. Mà lần này là tụi mình ăn tới lần thứ 3 rồi. Đó mà hai lần trước này mình bận quá không có thời gian luôn để mà quay cho mọi người xem. Thì hôm nay quyết tâm lấy dành thời gian để mà đi quay cho mọi người xem đi thu hoạch chu su ở nhà như thế nào. Mình trong là chu su gai hết á. Đó mà mấy cái giống này là vợ mình với mình là đi xin mấy anh chị ở đây trong dân. Đó mọi người chia sẻ lại để năm nay trong thử nghiệm ở trong chậu thì ra được thành quả như thế này. Thì cũng nhân tiện đây là cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng mình giống chu su như thế trong. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi thu hoạch tiếp mấy cái khác nha, vậy là thăm thêm vườn của mình. Đó thì nhân tiện đây là vợ mình mới trong thử rau ngót. Ồ, cái cây này là ở đây là siêu mắc. Cây rau ngót này ở đây là 1,5 cánh, 25 đô. Nó không cắt cánh chi rau ngót đâu, nhưng mà đi lại là nó rau ngót. Cây này nó vẫn khó trong lắm. Bình thường mà rau này mà ăn là phải nhập từ Sydney đó. Cây rau ngọt ở nhà nha. Rồi trước khi mình đi thu hoạch thêm á thì mình sẽ thăm cái vườn đặc biệt này và cho mọi người xem là như thế nào. Cái này á là cái vườn nó gai của vợ chồng mình đó. Vợ chồng mình sẽ dành một dịp để mà làm một cái garden bed cái bên này đó, cái bên này để trồng thêm một cái vườn ngò gai tiếp nữa, rồi làm clip hướng dẫn cho mọi người trong cho những ai không có kinh nghiệm nhá. Còn tụi mình trong cái nhu cầu sử dụng của hai vợ chồng á mà được như thế này á là tụi mình cảm thấy rất là vui rồi. Thất bại nhiều lần lắm rồi mọi người, nhưng mà đây cho mọi người xem này. Đã chưa? Đây xin giới thiệu với mọi người vườn ngò gai của vợ chồng mình. Vợ mình đang cố gắng để cho nó ra hoa như thế này để vài bữa hạt đó là được chuộc nha mọi người. Đó, nhưng mà còn cái lá ngò gai á, đây mình cho mọi người xem một cái lá này, rất là mềm, rất là dài, ngon lắm, mà nó không bị gai khó chịu nhé. Cái này ăn rất là thơm luôn á. Đây cho mọi người xem này. Trời ơi, nếu mà ai mà muốn ăn ngò gai á thì comment ở phía dưới video rồi mình sẽ chia sẻ một ít cho mọi người ăn cho vui nha, của ít lòng nhiều nha mọi người. Đó cho nên là ai muốn ăn ngò gai thì cứ comment ở phía dưới để mình biết đấy. Mình liên hệ với các bạn để chia sẻ cho các bạn một ít nha. Đây vợ mình mới hái được từng này. Đó là tối nay là đủ ăn một bữa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch tiếp. Đây còn đây là cái vườn rau lang của vợ chồng mình, ăn không bao giờ hết. Nếu anh chị nào mà muốn ăn rau khoai này á, rau lang này á, thì cứ liên hệ với tụi mình, cứ comment ở phía dưới video để cho mình chia sẻ. Tại vì cái này nó ra nhanh lắm cho nên cứ phải ăn liên tục mọi người ạ. Ăn xong rồi cắt để nó ra cái mới chứ không để là một hồi thì lá nó ra. Cho nên là mọi người mà muốn ăn rau lang này á thì cũng comment ở dưới cho mình biết nha, đừng ngại nha. Đó rất là nhiều luôn. Đó mình sẽ chia sẻ bởi cho mọi người ăn cho vui nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch ở chỗ ớt này nha.
làm được mà mắt chừa ở kế bến đó mọi người ạ. Thôi, cắt nhiều đây đủ ăn. Đẹp chưa? Được tươi nhà trong. Rồi, bây giờ hai cái quả này mới vui này. Mọi người, có thấy cái quả bí này nó nằm ở trên gian luôn á. Đó, bư cho bà luôn. Bây giờ hải xong làm sao mà đưa xuống đây đây. Để mình đi lấy cái thang này nhá. Rồi, bây giờ mình cắt cái quả bí này nhá. Xong đem nó xuống mày là một cái vấn đề này. Quả cuối cùng của gian đấy hả? Đó. Ừ. Chắc không đâu nữa đâu. Quả này quả cuối cùng. Quả hạnh phúc. Đây, con mượt hương. Mượt hương nhà mình vẫn đang ra này. Còn con có hoa. Đó, đầu thêm được vài quả nữa. Cuối mùa luôn. Cái này là đang mùa thu lành nữa. Nhưng mà nó ra được vài quả như vậy là để thích lắm rồi. Quả như vậy là vui mọi người ạ. Rồi bây giờ mình cắt quả bông sáo cuối cùng của cái gian. Quả bông cũng luôn ăn bằng cái chỗ này cho nên là cái hình dáng của nó rất là buồn cười và bị sửa câu của tôi nhất. Cái quả này nhưng mà mình bấm mất thì nó vẫn còn non lắm. Thêm cho mọi người vườn lá lốt của vợ mình trong. Đây, thêm mọi người vườn lá lốt đây cũng gọi là trong thư nhưng mà cũng vượt hạt ăn được mấy lần bao quần lá lốt cho mọi người. Đó, đẹp chưa? Cái này á là do mình chưa có thời gian, chứ nếu mà mình có thời gian á mình làm thêm cái nhà kính nhỏ nhỏ che nó lại nữa là tuyệt vời, là lá nó sẽ tốt hơn nữa. Đó, nhưng mà đây là lột cũng thất bại nhiều lần rồi, nhưng mà lần này là mình thấy vợ mình thành công rồi đấy. Nếu mà mình làm được cho vợ mình kỳ nhà kính không cần to, khoảng hơn mét thôi, tầm trên này che lại xương của một đông nữa là chắc chắn là sẽ thành công rồi. Và lúc thành công rồi mình sẽ quay video để cho mọi người nhé. Đây, mèo bên mà vợ mình vừa bảo là cái là cái lá lốt này á là chia sẻ với mọi người là mình làm từ những cái canh mà đi mua ngoài chợ á, mà là lốt về ăn trong những cái canh cứng á, canh da là vừa mình để lại vừa mình gắm mà nó lên được như thế này đấy. Nhưng mà để khi nào thành công đạt thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách của vợ mình làm nha. Rồi bây giờ khoe thêm với mọi người thì gian mồng tơi của vợ chồng mình nhìn đã chưa. Mà quả mới nó vẫn đang ra này mọi người. Đó, vẫn có quả mới nha.
thơm ghê. Mình xin tổng kết lại cho mọi người xem này, thu hoạch hôm nay của vợ chồng mình này, qua trời qua đất luôn ha. Có su su này, có tắc này, quất này, ngò gái này, rồi bị đau này. Đã chưa? Trời ơi, nhìn tắc này, qua trời qua đất, trời ơi, bây giờ mua để không biết bao nhiêu quà luôn á. Wow, quá sướng luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của vợ chồng mình. Thì đây là thành quả của ngày hôm nay. Nếu mọi người xem video này thấy hay, like, share và comment chia sẻ cho video của tụi mình vậy nhá. Và nhớ ấn chuông theo dõi, nhớ đăng ký kênh của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.